đi về thị trấn Cần Giuộc, cả nhà thấy quán bún riêu cô Bảy. Ở đây là bán bún riêu canh bún 25k cả nhà. Ở đây là địa chỉ là 257 quốc lộ 50 thị trấn Cần Giuộc, Long An cả nhà. Đây là cái địa chỉ nhưng mà nằm trên cái tấm bảng của tiệm uống tóc cả nhà. Nên mời cả nhà vô nha. Đây là xương heo cả nhà. Và bên đây là chả với da heo. Đây là chả chiên. Và đặc biệt là có cua đồng. Mình dĩa cua đồng rất là hấp dẫn luôn. Và dưới đây là mình có rau muống, bắp chuối, giá và cà chua. Ở bên đây là bún riêu. Ngon. Em cho chị hỏi nha. Cái quán mình mấy giờ mình bán nha? Dạ em bán từ 8 giờ tới 17 giờ. 7 giờ tối. 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Mình bán bao nhiêu một phần em ơi? Dạ 25 ngàn. Mình bán ở đây lâu chưa? Dạ em bán được 1 tháng. Cái địa chỉ chính xác của quán mình là địa chỉ số mấy được cả nhà có ghé ủng hộ cho mình á? Dạ 257 quốc lộ 50. Rất nhiều. Cái nhà cái nồi nước rất là hấp dẫn luôn. Em nấu rất là ngon, thấy đậm đà quá. Ở trong đây mình có tàu hũ với gì em? Tàu hũ quýt với cà hả? Dầm quá hấp dẫn luôn cả nhà. Ủa mình bán đặc biệt là bao nhiêu một phần em? Đặc biệt là 35 ngàn một phần. Ở đây mình bán cái gì nữa, có chả thịt nướng nữa vậy? Dạ buổi sáng em bán bánh nướng, cái bún đem nướng cho công nhân đem đi dọn rồi mới bán bún riêu. Bây giờ cho chị một phần bún riêu ăn trước đi. Ở đây em bán rất là sạch sẽ luôn cả nhà. Mình sẽ đậy để mùng lại. Giờ quá hấp dẫn luôn. Cái riêu cua rất là ngon luôn á. Và rau cả nhà. Một ngày mình bán được khoảng bao nhiêu phần em ha? Bún riêu á? Dạ cỡ 50 phần. Tại góp em với mẹ. Nên là không có làm nhiều. Ở đây là bún riêu cô Bảy phải không? Dạ đúng rồi. Mẹ em lớn tuổi rồi. Là 8 giờ mình mới bán bún riêu. Dạ đúng rồi. Rồi mình bán nãy em nói tới mấy giờ quên rồi? Tới 7 giờ tối. Tới 7 giờ tối. Trong đây là mình có huyết với tàu hũ cà. Có nè, em bỏ ha một phần giò với hai cục xương kìa. Em bán em nghỉ lễ về quê bán ít hơn mọi bữa xíu. Bán ngày nay giờ định về quê á hả? Nhìn cái nước ngon quá. Rồi bưng lại bàn này cho chị luôn. Cả nhà hôm nay hai vợ chồng có đi ngang thị trấn Cần Giuộc, cả nhà thấy em bán bún riêu rất là ngon nên hai vợ chồng vô ăn thử cả nhà. Đây là tô bún riêu, cái này 35k hả em ha? Là mình có là một phần giò, hai cục xương và chả, đặc biệt ở đây là chả cua nguyên chất luôn và da heo. Và ở đây là một dĩa rau, còn đây là ớt. Ớt nhiều vô. Thôi em ăn ớt ít ít rồi. Bún riêu là không có thể thiếu mắm tôm cả nhà. Tô thường 25 à? Tô thường 25 à? Tô thường 25 ngàn. 25 là mình có giò không em? Có xương không? Giò không thì là 30, xương không thì 25. Xương với giò là 35. Xương giò là 35 hả? Là từ 25 cho tới 35. Dạ đúng rồi. Bây giờ mời cả nhà ăn bún riêu nha. Bỏ rau vô. Tôi bún riêu quá nhiều anh ơi. Mời cả nhà ăn bún riêu nha. Anh ăn bún riêu anh. Em ăn đi. Cái nước bún riêu ngon à.
giò, mấy ngày nay không có ăn giò nên thèm giò. Đây là thịt giò. Mình sẽ chấm vô nước mắm. Bây giờ nước mắm cộng bún. Thôi, ngầm giò rất mềm luôn. Ngon. Làm 5 cái giò em. Ở đây 3 cục rồi nè, tô này là 3 cục giò đó. 1 cục giò, 2 cục xương. Nó dễ là chồng ra ngoài cả nhà. Nghe là ngồi ăn mình á cũng hơi buồn đúng không? Đúng rồi, buồn. Mà cho nó quen đi. Tại vì bữa nay hai chồng đi quên sách kêu quay cả nhà ơi. Từ em nó bụng quá thôi. Ngon quá, từ từ gì. Không, để em thử cái miếng chả cua. Ở đây là gọi là thịt trắng dột hả ta? Dạ, thịt trắng dột. Ở đây là chỉ có cua với trứng thôi mà phải không? Dạ, đúng rồi vậy. Mình ăn rất là thơm mùi cua cả nhà. Béo nữa. Ăn được không con? Dạ, ngon cơ. Quán cô Bảy phải không? Dạ. Quán cô Bảy. Nghe thiệt tình nha. Thiệt mà. Ngon thiệt chứ đừng nói giả dối nha. Mấy gặp chả lá. Tô 35.000 rất là rẻ cả nhà, ngon. Cả nhà có gọi điện đến phòng có cả nhà ghé quán cô Bảy đi ăn rất là ngon. Quán bán mấy giờ em nhớ không? 8 giờ. Mấy giờ quên nè em? 8 giờ tới mấy giờ quên nè? 8 giờ tới 7 giờ tối. 8 giờ sáng tới 7 giờ tối thôi nè. Không, anh đâu đói bụng đâu. Hôm nay mình không có quay, thứ nhất là không có quay cả nhà. Thứ hai mình cũng chưa đói gì mấy để cho bà xã mình ăn, rồi xong rồi mình ăn sao. Cả nhà cũng thông cảm, do vợ chồng mình bận quá nên ngày hôm qua không có ra clip cả nhà. Do bận số công việc á nên không có thời gian luôn. Rất là cay luôn, dễ ăn hai tô luôn em. Em làm nhiều lắm. 5 tô luôn. Dĩa hai chồng đang đợi nè. Má heo em có thể làm 4-5 cái, chứ bún riêu thì em kia em ăn 2-3 tô là em ăn không nổi rồi. Không nổi đúng không? Dạ. Em bán rất là nhiều luôn. Xương nó rất là ngon luôn á. Em bán thịt tươi không à. Nhưng mà ăn rất ngon.
Đấy, cô Bảy nói làm từ 2 giờ khuya tới giờ mệt quá con ơi. Sáng mình bấm nước á, Cưng Linh phải dậy sớm hả? Dạ, mẹ em lớn tuổi rồi. Không làm gì cũng dậy sớm. Đúng rồi, mấy người lớn tuổi hay dậy sớm lắm. Hồi nãy cô Bảy nói, cô Bảy dậy từ 2 giờ tới giờ luôn á. Ở đây là em bán 25k mà một tô kèm theo là một ly trà đá thì là 25k. 25k là rất là ngon luôn á. Nhiều quá. Tô 25k tô uống riêu này nhìn rất là hấp dẫn luôn á nha. Rất là ngon luôn. Tại em ở đây bán cho công nhân là phải bún nhiều. Đúng rồi, em bán bún nhiều em không quen tay. Đúng rồi, cái tô này em bán quá nhiều bún luôn em ơi. Là một hộp đầy nhóc luôn hả? Dạ, còn 20 ngàn bánh nướng. Giờ em vô rau là để cho khách lại mua đem về á hả? Đúng thị trấn Người Vuột, quốc lộ 50 cũ á. À, thị trấn Người Vuột, quốc lộ 50 cũ, cả nhà ghé ủng hộ cho cô Bảy luôn. Hai mẹ con cô Bảy cũng mới ra bán đây à, nhưng mà mình thấy là cũng rất là ngon cả nhà. À, thôi clip của quán Vỉa Hè đến đây kết thúc. Cả nhà có xem clip của hai vợ chồng quán Vỉa Hè, hãy cho hai vợ chồng một like, một chia sẻ và một đăng ký để hai vợ chồng có động lực làm những clip tiếp theo.